Điều mà nhiều nạn nhân bức xúc đó là các phòng khám này không chỉ cố tình làm tiền trên sức khỏe của họ, khiến cho họ không chỉ mất tiền mà còn bị đau đớn. Không những thế, những chiêu thức dọa bệnh khiến cho nhiều người mất ăn mất ngủ vì lo sợ. Mới đây, một Việt kiều người Mỹ đã bỏ hết công việc để trở về Việt Nam, tố cáo một phòng khám vẽ bệnh khiến cho vợ ông bị suy sụp. Câu hỏi đặt ra là sau tất cả những sự việc như thế, vì sao các phòng khám này vẫn ngang nhiên hoạt động? Đã qua hoàn cầu, mặc dù là kiểm tra đột xuất, nhưng dường như phòng khám này đã biết trước. Những bệnh nhân đến khám vào trước thời điểm có đoàn kiểm tra đều bị từ chối với lý do bác sĩ bận đi họp gấp. Cũng đúng trong ngày kiểm tra đột xuất, những nhân viên không đeo bản tên trực tiếp thân khám và tư vấn cho bệnh nhân mà chúng tôi đã phản ánh bất ngờ không xuất hiện. Việc kiểm tra đột xuất lại như kiểm tra theo kế hoạch. Đây không phải là lần đầu tiên phòng khám này bị kiểm tra, thậm chí là đã nhiều lần bị xử phạt. Tuy nhiên, câu hỏi vì sao những phòng khám này vẫn còn tồn tại? Đại diện Sở Y tế thừa nhận mức phạt còn chưa tương xứng với lợi nhuận của các phòng khám này. Cái mức lợi nhuận nó cao hơn so với mức phạt thì người ta vẫn có thể tiếp diễn. Thì điều này chúng ta sẽ có những cái biện pháp khác để có thể điều chỉnh được lại cái hành vi này để nhằm giảm thiểu những cái rủi ro, giảm thiểu những cái tổn thất cho về sức khỏe cho người dân. Cũng đồng ý mức phạt hiện vẫn chưa tương xứng với lợi nhuận nên chưa đủ sức răn đe với các phòng khám Trung Quốc vi phạm. Luật sư Nguyễn Văn Hậu còn cho biết các hành vi vẽ bệnh gây tổn hại đến người dân là yếu tố có dấu hiệu hình sự. Tôi thấy rằng có cái dấu hiệu lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của công dân là bởi vì họ dùng những cái thủ đoạn gian dối, ví dụ như là họ vẽ ra nhiều các cái bệnh mà bệnh nhân nó không có, họ hô dọa bệnh nhân, các cái cơ quan thanh tra kiểm tra và các cái cơ quan pháp luật đó chúng ta cần phải quyết liệt để xử lý, để chấm dứt cái tình trạng đối với những... Và cả kiểm tra đột xuất, những phòng khám này vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, kết quả kiểm tra vẫn còn bỏ ngỏ. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ tiếp tục có những nạn nhân, và những người từng là nạn nhân thì lại tiếp tục bức xúc là vì sao những phòng khám này vẫn còn tồn tại. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cập nhật những thông tin thời tiết từ biên tập viên